Tại lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Việt Nam Digital Award 2023 diễn ra tại Hà Nội mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, đại diện chính quyền và nhân dân thành phố nhận giải thưởng cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với 4 sản phẩm, nền tảng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành dùng chung cấp huyện, mô hình giải pháp cung cấp dịch vụ công năng cao, hệ thống giám sát đổ xe và ứng dụng bản đồ số 4D trong quản lý hạ tầng giao thông. Đây là lần thứ tư liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh giải thưởng cao quý này. Việt Nam Digital Awards là chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội truyền thông số Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.